Hàng công sẽ là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng tới thành bại của một câu lạc bộ trước thêm mùa giải mới. Và thị trường chuyển nhượng hè đang là quãng thời gian cực kỳ quan trọng để một câu lạc bộ nâng cấp thanh gươm của mình. Với những đội bóng nằm trong nhóm các ông lớn của Premier League, việc làm thế nào để tối ưu hóa hàng công chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ cần phải được ưu tiên hàng đầu. Tính tới thời điểm hiện tại, chưa có quá nhiều những biến động diễn ra đối với hàng công của các đại gia xứ sở sương mù. Vậy đâu đang là hàng công được đánh giá cao nhất trước thêm mùa giải mới? Cùng mình tìm hiểu hôm nay nhé. Arsenal là một trong những đội bóng sở hữu hàng công tương đối ấn tượng ở mùa giải trước. Sự bùng nổ của Kai Havertz có lẽ là điều mà không nhiều cổ viên pháo thủ ngờ tới trước khi mùa giải 2023-2024 diễn ra. Tuy nhiên, Arsenal vẫn cần một trung phong đẳng cấp bởi những Kai Havertz, Gabriel Jesus hay Bukayo Saka vẫn chưa thể đảm bảo đầu ra bàn thắng liên tục cho đội chủ sân Emirates. Phiên chợ hè vẫn đang mở cửa và vẫn còn cơ hội để pháo thủ tiếp tục bổ sung chất lượng cho hàng công của mình. Mặc dù đã ghi được 91 bàn thắng ở Premier League mùa trước, pháo thủ chắc chắn sẽ muốn quyết đoán hơn trước khung thành của đối phương nếu có mong muốn xoán ngôi Manchester City trong ngôi vô địch Premier League ở mùa giải tới. Trong giai đoạn đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Arsenal đã rất quan tâm đến tiền đạo Benjamin Sesko của RB Leipzig. Mặc dù có một số đội khác cũng ở trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này, song Arsenal dường như đã dẫn đầu cho đến khi tuyển thủ Slovenia chọn ở lại Leipzig và ký hợp đồng mới. Sau đó mối liên hệ với những tiền đạo tiềm năng khác giảm dần khi pháo thủ tập trung vào việc tăng cường sức mạnh ở hàng tiền vệ và hàng phòng ngự. Mới nhất họ đã có được chữ ký đầy tiềm năng của trung vệ Calafiori và đang trong quá trình chuẩn bị để đưa ra mức giá đàm phán cho trường hợp của tiền vệ Mikel Merino. Kai Havertz đã gây ấn tượng với vai trò số 9 ảo ở mùa giải trước, nhưng rõ ràng là Arsenal cần một cầu thủ dứt điểm chất lượng thực sự và có lẽ không có lựa chọn nào tốt hơn ngôi sao của Aston Villa, Oli Watkins. Cầu thủ 28 tuổi là một cổ động viên Arsenal đã được đồn đoán với việc chuyển đến sân Emirates trong những tháng gần đây dù đã ký hợp đồng mới tại Villa Park vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, tình hình tài chính khó khăn của Villa có thể sẽ khiến thương vụ này vẫn được diễn ra. Mặc dù đội trưởng Martin Odegaard có thể sẽ đảm nhận một số trách nhiệm phòng thủ, nhưng chắc chắn anh sẽ tiến lên và giúp đỡ ba cầu thủ tấn công còn lại. Tất nhiên, Bukayo Saka sẽ vẫn là cầu thủ chạy cánh phải được cố định suất đá chính. Và nếu giám đốc thể thao Edu có thể hoàn tất những thương vụ hấp dẫn như Watkins hay khó khăn hơn là Nico Williams, Arteta sẽ có một hàng tấn công trong mơ cho Arsenal trong mùa giải sắp tới khi đã có sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Arsenal chắc chắn sẽ còn tỏ ra đáng sợ hơn nhiều trong mùa giải tới đây. Man United đã trải qua mùa giải thảm họa khi đứng ở vị trí thứ 8 chung cuộc. Đối với Sir Jim Ratcliffe và những cộng sự, đó là thành tích không thể chấp nhận được. Trong một mùa hè mà đội chủ sân Old Trafford quyết định trùng tu lại mọi thứ, họ đã mang về những tân binh chất lượng nhằm gia tăng sức mạnh trong mùa giải tới và đương nhiên hàng công không phải là một ngoại lệ. Cùng với tân binh Ziggy, các ngôi sao còn lại của Quỷ Đỏ đang được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt tấn công của Manchester United trong mùa giải mới. Phiên chợ năm nay có thể coi là mùa hè mà Manchester United đang hoạt động tương đối hiệu quả cho tới lúc này. Hai cái tên đáng chú ý đầu tiên đã cập bến nhà hát của những giấc mơ là tiền đạo Joshua Ziggy và trung vệ Lenny Zoro. Và cho tới lúc này, những tin đồn chuyển nhượng về Man United chủ yếu xoay quanh vị trí tiền vệ trung tâm, nơi họ đang tỏ ra vô cùng ráo riết trong thương vụ của Manuel Ugarte. Ngoài ra, Erik ten Hag cũng muốn có thêm một trung vệ nữa, cụ thể là Matthijs de Ligt, nhằm gia cố hàng phòng ngự vốn luôn tỏ ra mỏng manh ở mùa giải năm ngoái. Bên cạnh đó, việc Man United đem tiền đạo trẻ tiềm năng Joe Hogill đã cho thấy khả năng cao là Man United sẽ không có cái tên mới nào nữa trên hàng công được mang về trong mùa hè này. Tiền đạo Rasmus Højlund đã có mùa giải đầu tiên có thể nói là chấp nhận được ở Man United. Thế nhưng cầu thủ người Đan Mạch từng có giai đoạn 14 trận đầu tiên không nổ súng tại đấu trường Premier League. Dẫu vậy, đội chủ sân Old Trafford vẫn coi Højlund là tương lai của câu lạc bộ và việc Man United trao cho ngôi sao 21 tuổi chiếc áo số 9 trong mùa giải tới đã thể hiện sự tin tưởng của ban lãnh đạo dành cho cầu thủ này. Tương tự như vậy là trường hợp của Alexander Garnacho khi ngôi sao người Argentina là cầu thủ năng nổ nhất trong đội hình xuất phát của Manchester United mùa trước. Sự bổ sung đầy chất lượng mang tên Ziggy có thể là phương án làm đa dạng hàng công của đội chủ sân Old Trafford sau khi anh giúp Bologna chơi cực hay tại Serie A mùa trước và giành suất dự Champions League mùa tới. Ziggy và Højlund hoàn toàn thể đá chính cùng nhau để dẫn dắt hàng công của Quỷ Đỏ với sự hỗ trợ của bộ đôi chạy cánh. Điều đó có nghĩa là Marco Rashford, Amad Diallo và Garnacho hay Jadon Sancho trong trường hợp cầu thủ này ở lại sẽ là những điểm nổ hai bên hành lang cánh trong đội hình của huấn luyện viên Erik ten Hag. Mùa giải trước, hàng công của Man United chỉ ghi được vỏn vẹn 57 bàn thắng, con số quá thấp nếu so với những đội bóng có thứ hạng cao hơn họ ở trên bảng xếp hạng. Thế nên, với hàng công được bổ sung sức mạnh cùng với đó là cả tuyến phòng ngự và tiền vệ đều đang trong quá trình nâng cấp.
Manchester United đang được kỳ vọng có một mùa giải mà hàng công của họ lên tiếng nhằm đưa đội bóng tiến vào top 4 mùa giải tới. Chắc chắn hàng công của Man City vẫn là hàng công được đánh giá cao nhất khi ngoại hạng Anh khởi tranh, bởi họ đang sở hữu một cỗ máy ghi bàn mang tên Erling Haaland và một cầu thủ luôn biết cách bùng nổ và tỏa sáng kịp thời như Phil Foden. Chưa kể việc Kevin De Bruyne ở lại với sân Etihad cũng giúp cho người hâm mộ của đội bóng này yên tâm phần nào khi sức sáng tạo của tiền vệ người Bỉ luôn rất quan trọng trong cách vận hành chiến thuật mà huấn luyện viên Pep Guardiola đã đề ra. Chắc chắn Man City vẫn sẽ là một trong những đội bóng có hàng công được đánh giá cao nhất giải đấu khi họ sở hữu trong tay con quái vật mang tên Erling Haaland. Mùa trước, cầu thủ người Na Uy ghi 27 bàn thắng, hơn người xếp thứ hai là Cole Palmer tới 5 bàn. Mặc dù thành tích của Haaland không bằng mùa giải đầu tiên với 36 bàn, nhưng anh vẫn xứng đáng nhận được sự khen ngợi khi đóng góp phần lớn bàn thắng của nhà đương kim vô địch. Theo thống kê, Haaland là cầu thủ thứ 7 trong lịch sử giải Ngoại Anh giành hai danh hiệu vua phá lưới liên tiếp sau Alan Shearer, Michael Owen, Thierry Henry, Robin van Persie, Harry Kane và Mohamed Salah. Tuy nhiên, Haaland là người đầu tiên làm được điều này trong hai mùa giải đầu tiên thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh. Bên cạnh đó, tiền đạo người Na Uy cũng trở thành cầu thủ đầu tiên vừa giành chức vô địch Ngoại Anh, vừa giành vua phá lưới trong hai mùa giải liên tiếp. Nếu tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng này, rất có thể Haaland sẽ tiếp tục thống trị giải thưởng này ở mùa thứ 3. Không chỉ sở hữu vua phá lưới, Man City còn có cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Anh, Phil Foden. Để được vinh danh giải thưởng cao quý này, tiền vệ người Anh đã ghi 17 bàn, 8 kiến tạo, đá nhiều phút thứ hai tại Man City thì sau Rodri. Cầu thủ người Anh quả thực đã có một mùa giải đáng nhớ khi anh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giành cú đúp của Man City. Dù có một mùa Euro không thực sự thành công trong màu áo đội tuyển, song ta vẫn phải thừa nhận Foden luôn là một trong những mũi nhọn đáng sợ nhất của The Citizen. Nói đến Bernardo Silva, chắc chắn không ai là không công nhận tài năng của cầu thủ người Bồ Đào Nha này. Với chiều cao chỉ 1m73, Bernardo Silva là một cầu thủ nhỏ con nhưng nhanh nhẹn điển hình. Nhưng nhỏ con không có nghĩa là yếu trong tranh chấp bóng, mà ngược lại, với sự năng nổ nhiệt huyết cùng khả năng thi đấu bền bỉ trong cả 90 phút, cộng thêm trình độ kỹ thuật cá nhân cùng nhãn quan chiến thuật cực tốt, Bernardo Silva không ngán ngại trước bất cứ đối thủ nào. Đồng thời với khả năng thích nghi với các vị trí khác nhau, cầu thủ này có thể thi đấu rất đa năng và không tạo nên cảm giác chỉ là một sự thay thế lấp vào chỗ trống. Kể từ khi gia nhập Man City từ Wolfsburg vào năm 2015, tiền vệ này đã có được 102 bàn thắng và 170 kiến tạo sau 382 trận đấu. Anh cũng giành được 6 chức vô địch Premier League, 2 cúp FA, 5 cúp liên đoàn và chức vô địch Champions League năm 2023. Ngoài ra, những Jack Grealish, Oscar Bob đều hứa hẹn sẽ là những nhân tố sẵn sàng bùng nổ ở mùa giải mới. Có lẽ Man City chỉ bị giảm sức mạnh đi đôi chút nếu như Julian Alvarez rời đội chủ sân Etihad ngay hè này. Quả thực hàng công Chelsea khiến người hâm mộ của đội bóng này phải cảm thấy vô cùng lo lắng. Mùa trước nếu không có sự bùng nổ của Cole Palmer thì không biết liệu The Blue sẽ đứng ở vị trí nào trên bảng xếp hạng. Những Mudrik, Nicolas Jackson hay Madu Eke đều tỏ rõ sự vô duyên đến kỳ lạ trước khung thành của đối phương. Đến mùa giải tới đây, khi Nkunku quay trở lại với nguồn thể lực dồi dào và sung mãn nhất, cùng sự xuất hiện của Maguire, rất có thể ta sẽ được thấy một Chelsea với bộ mặt rất khác nơi mặt trận tấn công của họ. Chelsea vừa trải qua một mùa giải thảm họa nếu nhìn vào những màn trình diễn của hàng công của đội bóng thủ đô London. Ngoại trừ Cole Palmer, tất cả những cầu thủ còn lại như Nicolas Jackson, Mikhailo Mudrik hay Noni Madueke đều ít nhiều để lại nỗi thất vọng tràn trề khiến cổ động viên ngao ngán. Vậy nên, với sự xuất hiện của một huấn luyện viên mới, các cổ động viên ở đội bóng nửa xanh thành London có quyền hy vọng vào một tương lai mới của hàng công đội nhà. Tân thuyền trưởng Enzo Maresca đã có thành công trong việc phát triển cầu thủ chạy cánh tại Leicester và người hâm mộ Chelsea đang kỳ vọng ông sẽ làm điều tương tự với Mikhailo Mudrik. Maresca đã chứng minh khả năng khai thác tối đa tiềm năng của cầu thủ chạy cánh như Abdoul Fattahou và Steffi Mavididi tại Leicester. Cả hai cầu thủ này đều có phong cách chơi tương tự như Mudrik, đó là tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt. Mặc dù Chelsea đã có nhiều lựa chọn chất lượng ở hàng công, nhưng Mudrik vẫn có cơ hội để khẳng định mình dưới thời Maresca. Với sự hướng dẫn của một huấn luyện viên có kinh nghiệm và phù hợp với phong cách chơi của mình, Mudrik hoàn toàn thể trở thành một ngôi sao sáng của Chelsea trong mùa giải tới. Bên cạnh đó, chắc chắn rồi, Cole Palmer vẫn sẽ là niềm hy vọng số 1 sau màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải 2023-2024. Christopher Nkunku cũng được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ sau mùa giải vừa rồi, chủ yếu làm bạn với giường bệnh. Ở vị trí tiền đạo mục tiêu, bản hợp đồng mới Maguire có lẽ là để dành cho tương lai. Vậy nên trong kỳ chuyển nhượng hè 2024, một trong những mục tiêu của Chelsea là chiêu mộ thêm tiền đạo. Tuy nhiên tới nay thì The Blue vẫn chưa tìm ra được những cái tên phù hợp. Trong bối cảnh ấy, Cole Palmer ra sức giúp đỡ đội nhà. Trong thời gian dự Euro 2024, anh ra sức thuyết phục người đồng đội Ollie Watkins gia nhập The Blue. Cả hai chơi khá thân thiết với nhau tại đội tuyển Anh. Dù không được thi đấu nhiều tại Euro 2024, Palmer và Watkins cũng đã ít nhiều cho thấy sự phối hợp ăn ý. Trong đó không thể không kể tới tình huống dẫn tới bàn thắng quyết định giúp đội tuyển Anh đánh bại Hà Lan ở bán kết.
Trước đó Chelsea đã tăm tia những mục tiêu như Victor Osimhen hay Benjamin Sesko. Tuy nhiên The Blue nhanh chóng từ bỏ những thương vụ này vì những lý do khác nhau. Có thể nói, nếu như sở hữu được chữ ký của Watkins, hàng công The Blue sẽ có được một sự bổ sung cực kỳ đáng gờm. Jurgen Klopp rời đi và điều đó cũng đồng nghĩa một trang sử mới sẽ được tạo nên tại Anfield kể từ mùa giải tới. Arne Slot với sứ mệnh đưa Liverpool tới đỉnh cao sẽ phải biết làm thế nào để cân bằng được cả ba tuyến của The Klopp, đặc biệt là trên hàng công, khi chính tại đây khiến họ lỡ hẹn với cuộc đua vô địch Premier League ở mùa giải trước. Với sự vô duyên trong những pha dứt điểm, chắc chắn phong độ của những Mohamed Salah, Darwin Núñez hay Luis Diaz sẽ quyết định tới số phận của Liverpool trong mùa giải đầu tiên của họ dưới triều đại của chiến lược gia người Hà Lan. Còn chưa đầy một tháng nữa, huấn luyện viên Arne Slot sẽ có trận đấu đầu tiên dẫn dắt Liverpool tại Premier League. Tuy nhiên, cho đến lúc này, nhân sự của The Kop vẫn chưa thể ổn định. Vào tháng trước, Slot đã có cái nhìn thoáng qua khi Liverpool để thua Preston North End trong trận giao hữu kín trước khi bắt đầu chiến dịch Premier League gặp Ipswich Town vào ngày 17 tháng 8. Lữ đoàn đỏ sẽ có loạt trận giao hữu tại Mỹ, bất chấp những tin đồn về Takefusa Kubo. Mohamed Salah chắc chắn vẫn sẽ đá chính bên cánh phải hàng công của Liverpool nếu không ra đi. Cầu thủ người Ai Cập đang trong năm cuối hợp đồng và Slot rất muốn Salah ở lại Anfield. Dưới thời của Klopp, tiền vệ Jamie là vị vua thể lực không có đối thủ. Tuy nhiên, sau sự ra đi của Milner và với bài tập mới của Slot, Salah đã khẳng định mình mới là số 1. Huấn luyện viên thể lực Konan Mutak ca ngợi màn trình diễn của tiền đạo người Ai Cập là phi thường khi Salah đã hoàn thành trọn vẹn những giáo án mới của ông thầy người Hà Lan. Đã có những tin đồn về việc huấn luyện viên Arne Slot sẽ sớm thành lý vua Ai Cập. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và cố gắng của Salah ở giai đoạn tiền mùa giải này, rất có thể số 11 của The Kop vẫn sẽ là quân bài quan trọng trong tay huấn luyện viên Arne Slot. Với Luis Diaz trên chạy cánh này cũng là mục tiêu quan tâm của nhiều đội bóng. Tất nhiên, Liverpool sẽ tìm mọi cách giữ chân Diaz để kết hợp cùng Salah, Cody Gakpo, Diogo Jota và Darwin Núñez. Gakpo đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại Euro 2024, trong khi Núñez cho thấy sự hiệu quả khi thi đấu rộng hơn. Bởi vậy, không loại trừ khả năng Slot sẽ để Jota đá cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, không phải là không có những vấn đề cần phải lo lắng. Darwin Núñez là cái tên thường được nhắc đến trong sự sao rút ở mùa giải gần đây của Liverpool. Cầu thủ người Uruguay đã bỏ lỡ 26 trong số 32 cơ hội lớn ở Premier League mùa trước và Slot phải tìm cách để khoản đầu tư 85 triệu bảng của Liverpool không bị hớ. Với việc Luis Diaz và Salah cũng nằm trong top 10 những tiền đạo bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất mùa 2023-2024, vấn đề dứt điểm của Liverpool đang vô cùng nan giải. Họ là đội có tổng số bàn thắng kỳ vọng cao nhất tại Premier League mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, so với 79,5 bàn thắng kỳ vọng, The Kop chỉ có được 77 bàn. Ngược lại, Arsenal và Man City lần lượt ghi nhiều hơn 15 và 12 bàn so với tổng số bàn thắng kỳ vọng của họ. Bởi vậy, không bất ngờ khi Liverpool bị tụt lại trong cuộc đua vô địch ở mùa giải tới nếu họ không thể cải thiện vấn đề này. Với tất cả những sự bổ sung và nâng cấp ở trên, cả năm ông lớn của bóng đá xứ sở sương mù chắc chắn sẽ tạo ra những cuộc đua tranh đầy hấp dẫn trên bảng xếp hạng Premier League. Mùa giải 2023-2024 đã phá kỷ lục của Ngoại Anh là mùa bóng có số lượng bàn thắng lớn bậc nhất trong lịch sử giải đấu. Thị trường chuyển nhượng hè vẫn còn thời hạn đến tháng 8. Từ giờ tới lúc đó chắc chắn sẽ còn những ngôi sao tấn công cập bến giải đấu này. Thế nên người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi vào một mùa giải bùng nổ với những bữa tiệc tấn công hấp dẫn. Còn bạn đánh giá hàng công của câu lạc bộ nào là đáng sợ nhất trong mùa giải tới? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.